Không ăn. Nếu mà để chân đây con bóp chân nha má. Nhấc chân đi, con nhấc cái đó lên. Nhấc cái dưới này, nhấc cái này lên nha má, đỡ để cho má đỡ mỏi chân. Rồi chưa? Em mới để xuống đây. Nó cứng vậy. Đấy, chân nó như vậy đấy, chị biết không? Thành ra bây giờ nó cứng, hết như thế cứng cả, bởi vì nó bị cong hoài cả ngày bị như vậy. Nó rút ra chân lại. Cắt nốt cái móng tay kia cho má. Chiều nó cắt cũng được anh. Mà ăn không có chiều phát thịt ở đây nữa này, thì nó teo lại không đi được. Bên đây ăn bên hả? Ăn bên hả? Này, có thịt này. Por eso que sabe tan delicioso. Thôi, khổ lắm, nó phải khát gì đâu mà. Người ta cho mình thẻ ăn hết chứ. 5 tuổi. Không ăn đấy thì, tại vì mình cho má ăn thì mình còn về đấy, không chị cứ cắm đuối là 2 giờ mình về đến nhà rồi, 4 giờ mình phải vào đây rồi. Không ạ, mình gọi nó để nó cho đi. She's phải có dầu bóp. Dầu cái khăn đi nhiều cái gì? Chưa kỹ, này. Khăn đi lau lại đấy đi, lau đi, xì đi. Nữa. Rồi, lau rồi cũng vậy, chỉ phải lau cho nó hẳn hoi. Đấy vừa rồi, để mà có mà ăn đi là phải biết đâu cái giống này mà nó lại là quay lại mà lại vào cái người mà thật thà ngoan ngoãn thế rồi thì là truyền lại cho các con các cháu đó. Là má đó, má là người giữ được tất cả những phong tục tập quán, rồi dạy các con làm thế. Là Phật biết đâu đến con chúng mình như là nó lại truyền lại giống biết đâu Phật đã để lại cho nó quay trở lại cho giữ lại giống mầm cái cũ ngày xưa để mà ăn. Biết đâu đến cái thời chúng mình này mà lại còn được ăn tí xíu rồi. cái thời chúng mình vất vả một chút xíu nhưng mà đây được ăn này. Được ăn cháy ngọt. Ăn được trái ngọt mình gieo mình trồng. Okay, if I get somebody to make it warmer in here. Yeah, okay. Đi đà Phật, không biết đâu mới rời đất được thì chỉ nhờ. Rồi nó giữ được giống thế này thì quý quá. Holly, line one, please. Holly, line one. Hát nữa để má thuộc cái bài hát này nha. Rồi bây giờ con cầm cho má chỉ từng chữ một nè, thì má theo dõi. Giống ở Việt Nam này được ăn, được uống, được thưởng đồ ăn ngon lành trước. Biết đâu đi nữa cũng thế, là bây giờ ở Việt Nam đang ở đây được cái giống đây là cái giống ngoan. Phone call on line 2 for Judy in the business office. Phone call for Judy in the business office, line 2. Biết đâu đi nữa.
hiện thời chúng bị cứ thật thà cái thứ mãi được những cái giống thật thà. Debbie Dodge, please call 229. Debbie Dodge, please call 229. Quay nó trở lại. Dễ làm đầu tiên không khó khăn nữa. Cái khó khăn là khi mà biến thành ma. Ai đứng lên mừng thọ? Tất cả con cháu, tất cả các con, các cháu này, chắc nữa nè, đã về mừng thọ. Mừng thọ má 100 này, má đang cảm ơn nè. Không, anh Huấn nè. Mừng thọ thì làm sao? Đấy, đây còn cái dây này nữa, làm gì thì làm cái, nốt cho nó xong. Cái này bỏ đi nhé, cái này bỏ đi nhé, không nghe nữa nhé. Rồi, xem thôi. Đây. Đấy, vỗ tay, má vỗ tay này. Đấy. Đây. Rồi, bỏ đi. Holly, please call 233. Holly, please call 233. Đó, bỏ đi. Thi này, Huấn này, Hùng này, Đoàn này, An này, Tuyết này, Mai này, Nhung này, Ngọc này, Tâm này, má này. Bây giờ làm sao? Tất cả con đi về mừng. Mừng con, tất cả con cháu này đi về mừng cụ thọ. Trăm tuổi. No, you have some. Yeah.
hết